Jean-Claude Biver, huyền thoại vực dậy những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ. Thụy Sĩ luôn nổi tiếng với các thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, đã có khoảng thời gian, vị thế của những chiếc đồng hồ đắt tiền ấy giảm đi khá nhiều vì sự cạnh tranh, đặc biệt là khi cuộc cách mạng Quartz bùng nổ. Thế nhưng đã có một huyền thoại xuất hiện và thay đổi tất cả. Bằng những dòng sản phẩm tốt và chiến lược marketing hiệu quả, ông đã vực dậy cả ngành đồng hồ Thụy Sĩ, người đó chính là Jean-Claude Biver. Hồi sinh thương hiệu Blancpain. Jean-Claude Biver sinh ngày 20 tháng 9 năm 1949 tại Luxembourg và chuyển đến Thụy Sĩ cùng gia đình vào năm 10 tuổi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế thuộc Đại học Lausanne, Jean-Claude làm việc tại thung lũng Vallée de Joux, phía tây bắc của Geneva. Qua một người bạn, Jean-Claude Biver được giới thiệu với Georges Golay, chủ tịch của Audemars Piguet, nhà sản xuất đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ, một trong những thương hiệu lịch sử của ngôi làng Le Brazos. Golay đã vô cùng ấn tượng với tính cách sôi nổi và tràn đầy năng lượng của Biver, nên quyết định mời ông về làm việc cho công ty. Sau 4 năm làm việc tại đây, Biver đã học hỏi và thấu hiểu tường tận mọi ngóc ngách của ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sĩ. Sau đó, Biver đến Omega làm giám đốc tiếp thị và bán hàng. Thời điểm năm 1979, cuộc cách mạng đồng hồ Quartz đang lan rộng trên toàn cầu. Đồng hồ Quartz được biết đến là đồng hồ điện tử, có cấu tạo đơn giản, thiết kế tinh gọn và độ chính xác cao, có giá thành phù hợp hơn so với đồng hồ hoạt động bằng động cơ truyền thống. Cùng với đó, Nhật Bản ngày càng phát triển công nghệ sản xuất đồng hồ Quartz và đã nhanh chóng chiếm đa số thị phần đồng hồ của thế giới. Trong bối cảnh đó, Biver rồi Omega nghiên cứu lựa chọn xây dựng một thương hiệu đồng hồ làm ngọn cờ đầu trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Ông quyết định hợp tác cùng với Jacques Piaget. Piaget đã sở hữu Frederic Piaget, một nhà máy đồng hồ thành lập từ năm 1858 tại Le Brazou, vốn được truyền lại từ đời ông cố. Piaget cũng thấy rằng nên sở hữu một thương hiệu đồng hồ hơn là chỉ sản xuất cỗ máy cho thương hiệu khác. Điều này sẽ giúp ông đối phó với cuộc khủng hoảng Quartz tốt hơn. Lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ được đưa ra chính là Blancpain. Thương hiệu này đã từng rất nổi tiếng vào những năm 1950 với những chiếc đồng hồ lặn, điển hình là mẫu Fifty Fathoms, nhưng đã gặp khủng hoảng vào những năm 1960. Blancpain được mua với giá là 22.000 franc Thụy Sĩ. Tại đây thì Jacques Piaget giữ vai trò giám đốc phát triển và vận hành, trong khi Biver hoạt động đúng sở trường với chức vụ giám đốc tiếp thị và bán hàng. Biver đã thực hiện một cuộc cải cách vĩ đại mà chưa từng có ai nghĩ tới, cụ thể bằng việc nhắm đến phân khúc khách hàng thuộc giới thượng lưu và đẳng cấp cao. Ông đã định hình các sản phẩm đồng hồ đeo tay của Blancpain không chỉ có chức năng của chiếc đồng hồ mà còn có biểu tượng quyền lực, thành công và đẳng cấp của chủ nhân sở hữu. Từng bộ phận trong chiếc đồng hồ Blancpain được sản xuất đều được chế tác hoàn toàn thủ công và tuổi thọ gần như là vĩnh viễn. Điều này khiến các sản phẩm của thương hiệu đắt sắt trả miếng. Ấn tượng với chiến lược tiếp thị của Biver, doanh nhân người Anh Marcus Margulies đã đặt hàng Blancpain sản xuất 50 chiếc đồng hồ riêng cho mình với tất cả chi tiết bằng vàng. Tuy nhiên thì Blancpain lúc đó đã không đủ kinh phí để chuẩn bị nguyên liệu. Thế là Biver với khả năng thương thuyết tinh tế của mình đã thuyết phục Margulies ứng trước 50% kinh phí đơn hàng. Sau thương vụ trên, thương hiệu Blancpain được nâng tầm và trở thành bảo chứng cho sản phẩm đẳng cấp thượng lưu. Chỉ trong chưa đầy 10 năm, doanh số bán hàng của Blancpain đã tăng ngoạn mục từ 8,9 triệu franc thời điểm mua lại lên đến 56 triệu franc năm 1991. Biver và Piaget đã biến thương hiệu giá trị vỏn vẹn là 22.000 franc trở thành một nhãn hiệu đồng hồ đẳng cấp thế giới dành cho giới thượng lưu, có trị giá lên đến 60 triệu franc, tương đương 43 triệu đô vào thời điểm đó. Biver khi đó đã phát biểu rằng mọi người luôn tin rằng tương lai của ngành đồng hồ sẽ là Quartz. Họ cũng tin rằng nếu như mà giảm giá, chúng tôi sẽ bán được nhiều đồng hồ hơn. Tôi hoàn toàn phản đối, chính chiến lược đó đã giết chết Omega. Công thần giải cứu Omega. Chủ tịch Nicholas G. Hayek bước vào ngành đồng hồ Thụy Sĩ sau khi Biver đã rời Omega. Ông đã nghĩ ra kế hoạch phục hồi sau khi sáp nhập SSIH và ASUAG, hai tập đoàn khổng lồ đang làm ăn thua lỗ của Thụy Sĩ, trở thành tập đoàn Swatch vững mạnh. Đầu thập niên 1990, Chủ tịch Hayek cùng ban lãnh đạo đã quyết định rằng Omega sẽ trở thành thương hiệu chủ đạo của tập đoàn. Bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Jean-Claude Biver tại Blancpain, Nicholas Hayek đã đích thân mời Biver về ngôi nhà xưa vốn đã rệu rã sau khi ngấm đòn cuộc cách mạng Quartz. Chủ tịch Hayek đưa ra yêu cầu ngắn gọn cho Biver là hãy giải cứu Omega khỏi cuộc khủng hoảng, như cách ông đã thực hiện tại Blancpain và đưa Omega trở lại thời hoàng kim. Bắt tay vào việc, Biver lập tức quy tụ hàng loạt những nhân viên kỳ cựu, được biết đến với cái tên Biver's Boys. Với sự điều hành và dẫn dắt của Biver, nhóm Biver's Boys đã đưa ra chiến thuật marketing được xem là vô tiền khoáng hậu vào thời điểm đó, trở thành tiền đề hình thành phương thức marketing đến sau này. Cụ thể, Biver đã thực hiện chiến dịch quảng bá hình ảnh sản phẩm Omega bằng cách hợp tác với các minh tinh Hollywood thời bấy giờ, trong đó có siêu mẫu Cindy Crawford. Cindy Crawford bắt đầu làm đại sứ cho Omega vào năm 1995. Bộ sưu tập Omega Constellation luôn xuất hiện cùng cô, không chỉ tham gia các hoạt động đại chúng, Cindy Crawford còn tham quan nhà máy và hỗ trợ trong việc thiết kế nhiều sản phẩm đồng hồ. Cũng chính Biver đã đưa James Bond Pierce Brosnan trở thành một đại sứ của Omega khi mẫu Seamaster Professional Divers xuất hiện trên tay của nam diễn viên trong Golden Eye năm 1995. Chiến dịch này đã góp phần làm thay đổi hình ảnh của thương hiệu, đặc biệt là trong giới trẻ. Gần 1/4 thế kỷ đã trôi qua, Omega vẫn là chiếc đồng hồ chính thức của Bond trên màn ảnh lớn, Biver nói. Nhờ việc cộng tác với các ngôi sao, sản phẩm của Omega trở nên gần gũi hơn với công chúng, từ đó doanh số bán hàng của thương hiệu khởi sắc đáng kể. Từ năm 1995 đến 1999, doanh số bán hàng Omega tăng gần 3 lần, từ 350 triệu đô lên 900 triệu đô. Trở lại mạnh mẽ cùng cú nổ Big Bang. Vào giữa thập niên 90, Biver đã chạm đến đỉnh cao quyền lực, vừa là giám đốc của Blancpain và là người nắm quyền thực sự của Omega. Mọi người còn đồn đại rằng một ngày nào đó, chính ông sẽ là người kế nhiệm ông Hayek với vai trò chủ tịch của tập đoàn Swatch. Nhưng rồi định mệnh đã phụ lòng ông. Trong một chuyến đi đến Hồng Kông vào tháng 11 năm 1996, Biver bị bệnh nặng. Những đợt tái nhập viện vì căn bệnh Legionnaire, một căn bệnh nhiễm khuẩn trong hơn 4 năm, đã làm giảm sút đáng kể thời gian và năng lượng làm việc, kéo theo cả quyền lực và mức độ ảnh hưởng. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với Biver. Gần 4 năm chiến đấu với bạo bệnh, Biver trở lại cùng người bạn điều hành một công ty dược phẩm. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng mình chỉ thuộc về thế giới của đồng hồ, và ông đã tìm đến Hublot, một thương hiệu ít tên tuổi được thành lập vào năm 1980 để tạo dựng một cuộc trở lại thế giới đồng hồ mang phong cách Jean-Claude Biver. Khi Biver đến với Hublot, thương hiệu này đang trong tình trạng khó khăn thua lỗ trong năm 2004 lên đến hàng triệu đô la. Thậm chí khi hay tin, các đối thủ của Biver đều rất vui mừng kháo nhau rằng sự nghiệp của Biver đã chấm dứt. Bên cạnh đó, những người hâm mộ và đồng minh của ông cũng đều bị xuống tinh thần. Họ chất vấn ông rằng tại sao ông lại từ bỏ trường đua lớn để về với những chặng đua nhỏ lẻ hơn. Nhưng với ông, đó là một thương hiệu hoàn hảo với một sản phẩm trọn vẹn, mang cái tôi riêng biệt. Thực tế là trong những khoảng nghỉ ngơi, Biver liên tục tiến hành phân tích các mục tiêu của ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Ông nói, tầm nhìn của tôi cho thấy Hublot vẫn là một thương hiệu hay mà đang ngủ quên. Và điều đó cũng có nghĩa rằng tôi sẽ có thể đánh thức nó dậy. Sau hàng loạt những phân tích thấu đáo và với kinh nghiệm của mình, Biver đã tìm ra giải pháp sáng tạo dành cho các sản phẩm của Hublot. Các sản phẩm của Hublot đặc trưng với phần máy hoạt động bằng cơ học không khác gì các sản phẩm của các thương hiệu đắt tiền khác, nhưng phần dây đeo được làm bằng cao su có độ bền cao, có khả năng chống chịu va đập tốt hơn so với các chất liệu khác. Nhận thấy ưu điểm của sản phẩm Hublot có thể sử dụng trong mọi điều kiện và mọi hoạt động, Biver đã tập trung chiến lược quảng bá điểm đặc biệt của Hublot đến với thị trường. Theo Carlo Crocco, người sáng lập kiêm CEO của Hublot thời điểm đó, Biver đã trình bày ý tưởng một cách độc đáo. Ông giải thích ý tưởng rằng sản phẩm Big Bang của Hublot sẽ là một sự kết hợp của hai nguyên tố dường như không thể nào chạm được đến với nhau. Một là cao su từ rừng cây của Malaysia để làm dây đeo và viền bảo vệ đồng hồ. Một là vàng nguyên chất nằm sâu trong lòng đất ở Nam Phi để chế tác các chi tiết máy. Sản phẩm mới của Hublot nhanh chóng được công chúng ưa chuộng, mặc dù giá tiền mỗi chiếc Big Bang này lên đến 10.000 đô la Mỹ. Big Bang trở thành món hàng đắt tiền nằm trên cổ tay của những vị khách vương giả nhất nhì châu Âu. Chiếc đồng hồ này cũng đã nhận được giải thưởng thiết kế đẹp nhất tại cuộc thi nghệ thuật chế tác đồng hồ Geneva năm 2005. Đối với Biver, marketing chính là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa. Mục tiêu của Hublot là chăm sóc những khách hàng từ lâu đã bị ngành đồng hồ xa xỉ ở Thụy Sĩ thờ ơ. Để tiếp cận phân khúc thị trường này, Biver đã đàm phán hợp tác với những đội bóng rổ chuyên nghiệp ở Mỹ các câu lạc bộ bóng đá và cầu thủ nổi tiếng ở châu Âu, các nghệ sĩ, vận động viên Olympic, các tay đua xe F1, điều mà trước giờ chưa từng có tiền lệ. Mỗi sự hợp tác sẽ gắn liền với một dòng đồng hồ phiên bản giới hạn được phát triển dành riêng cho các đối tác và người hâm mộ. Với những đóng góp to lớn của Jean-Claude Biver, lịch sử của Hublot đã sang trang. Giữa những năm 2004 và 2008, doanh thu của hãng tăng vọt từ 20 triệu lên 195 triệu đô, theo một nghiên cứu của Harvard Business School. Tháng 4 năm 2008, Hublot trở thành thương hiệu đồng hồ phát triển nhanh nhất thế giới. Hãng được tập đoàn xa xỉ LVMH mua lại và Biver tiếp tục ở lại trong vai trò CEO của thương hiệu này. Bí quyết để đi tới thành công. Đầu tiên phải kể đến đội ngũ của Biver, họ vẫn giữ nguyên như thế trong suốt bao năm. Người đầu tiên đến vào năm 1979 và người gần đây nhất là vào năm 1995. Đội ngũ ấy đã hỗ trợ ông từ thương hiệu này cho đến thương hiệu khác. Đây chính là lý do khi chia tay một thương hiệu nào đó, Biver không bao giờ phải đi một mình. Biver chưa bao giờ phải tuyển mộ giám đốc marketing hay người thiết kế tại Hublot, TAG Heuer, Zenith. Khi một người làm việc với cùng một đội ngũ cho cả 5 thương hiệu khác nhau, ai cũng phải thừa nhận rằng đội ngũ ấy chính là điều cốt lõi. Chiến lược của Biver là bạn phải lựa chọn những người giỏi hơn bạn, rồi leo lái họ như nhạc trưởng điều khiển dàn giao hưởng. Người nhạc trưởng đó có thể không phải là tay chơi piano giỏi nhất, cũng không phải là tay violin cựu phách, nhưng lại điều khiển được cả hai bởi vì người đó biết cách giúp họ phối hợp đồng điệu với nhau. Yếu tố thứ hai chính là sự tôn trọng. Biver tôn trọng các thương hiệu, chứ không tạo dựng thương hiệu mới. Biver tạo dựng thương hiệu dựa trên DNA, triết lý và thông điệp của nó. Bạn phải tôn trọng thương hiệu, vì thương hiệu sẽ sống lâu hơn bạn. Bạn chỉ là một người phụng sự cho thương hiệu mà thôi, không thể đưa dấu ấn cá nhân vào trong đó. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Biver với các giám đốc điều hành khác, vì họ luôn dẫn dắt thương hiệu theo phong cách cá nhân. Biver thậm chí còn cố gắng tàng hình đi. Biver có thể xuất hiện để quảng bá sản phẩm, nhưng cuối cùng thì thương hiệu mới chính là ông chủ và kết nối mọi thứ. Thời gian của con người là hữu hạn, nhưng thương hiệu thì là vô hạn. Nếu làm được điều này, bạn sẽ nhanh chóng thành công vì đang tận dụng nguồn sức mạnh cốt lõi của thương hiệu. Nếu như bỏ qua điều cốt lõi và cố gắng phát triển thương hiệu theo một hướng khác đi, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn gấp đôi. Biver cho rằng đây chính là điều đã giúp cho mình thành công. Thế nhưng để có được đội ngũ đồng hành trong cả năm thương hiệu xuyên suốt nhiều thập kỷ, hãng Biver phải có những bí quyết nào đó. Đó chính là triết lý trong cả đời sống cá nhân và công việc của Biver. Đầu tiên, ông chia sẻ mọi điều mà mình có, ngoại trừ thất bại. Biver có thể chia sẻ niềm trăn trở, ý tưởng, quan điểm và thắng lợi của mình, nhưng không bao giờ san sẻ thất bại. Thất bại của cả đội chính là trách nhiệm của riêng ông. Thứ hai, Biver cho qua mọi lỗi lầm. Nếu có thể bỏ qua các sai sót, đội ngũ làm việc cùng bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh để đứng lên đương đầu với khó khăn. Có thể lần nữa mắc sai lầm, nhưng cũng rất có thể sẽ thu về quả ngọt. Nếu bỏ qua được những thiếu sót của họ, bạn sẽ tiếp thêm dũng khí cho cả đội. Cuối cùng thì ông trân trọng mọi người, trân trọng việc họ cũng có gia đình riêng, cần thời gian ngơi nghỉ, và ông cũng tôn trọng việc họ không thể làm việc liên tục nhiều giờ như ông. Biver chia sẻ rằng, nếu bạn có khả năng chia sẻ, tha thứ và tôn trọng, không ai còn có ý định muốn đi cả. Nhìn thấy tiềm năng vô tận của đồng hồ. Biver đã nhìn thấy tiềm năng vô tận trong đồng hồ. Nghệ thuật là vô biên và đồng hồ được tạo dựng trên nền tảng đó, vì nó đã đến từ hàng thế kỷ trước và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Ông từng chia sẻ rằng, tôi đã trông thấy những bộ sưu tập và kiệt tác đồng hồ từ những năm 1800 mà vẫn có thể hoạt động được, đó chính là sự vĩnh cửu, giống như thông điệp mà Patek Philippe đã truyền đi. Chúng ta cần được kết nối với sự vĩnh cửu đó, vì giờ đây mọi thứ thật ngắn ngủi. Jean-Claude Biver có một mức độ giám sát và sức mạnh rộng lớn để thiết lập các hành động trong sự chuyển động. Ông đã đạt được một vị thế độc nhất trong ngành đồng hồ vì có khả năng tăng tốc để hoàn thành công việc. Đó thường là một thách thức nghiêm trọng vì các nhà chế tác đồng hồ thường được biết đến với lập trường bảo thủ. Đối với Jean-Claude Biver, khả năng mang những chiếc đồng hồ thú vị vào sự tồn tại dường như làm cho tất cả trở nên đáng giá. Sự phát triển của LVMH cho mạng đồng hồ được đẩy mạnh với 3 thương hiệu lớn TAG Heuer, Hublot và Zenith dưới sự dẫn dắt của Jean-Claude Biver trong vai trò chủ tịch. Với ông, đây là thời điểm để bản thân có thể truyền lại và chia sẻ những kinh nghiệm rộng lớn. Ông vẫn muốn cháy hết mình và tận hưởng ngành đồng hồ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!